Câu chuyện đấu giá đất tại Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm nóng nghị trường. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, công ty Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia và trúng đấu giá lô đất 32 có diện tích hơn 10.000 m2 với giá 24.500 tỷ đồng. Tính ra mỗi mét vuông đất trị giá 2,45 tỷ đồng. Cứ ngỡ một kỷ lục mới của thị trường bất động sản Việt Nam sẽ được xác lập. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 1 năm 2022, thưa quý vị khán giả, thông tin nóng nhất trên các trang báo, các diễn đàn mạng xã hội từ chiều qua và liên quan tới tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đúng một tháng sau khi chúng đấu giá lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, có một bức tâm thư được cho là của tập đoàn Tân Hoàng Minh bày tỏ nguyện vọng bỏ cọc lô đất 312 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công. Thư giải thích việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là nhằm đảm bảo một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, đấu giá đất tại Thủ Thiêm với mức trúng đấu giá là 2,4 tỷ đồng một mét vuông là bất thường và đây là điển hình làm nhiễu loạn thị trường bất động sản. Vụ việc này cũng không phải sai phạm lần đầu tiên của doanh nghiệp. Thế nhưng điều mà Tân Hoàng Minh không thể ngờ là bắt đầu từ đây, hàng loạt sai phạm của tập đoàn bắt đầu bị điều tra và đưa ra ngoài ánh sáng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đăng tải công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng giá trị 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Đáng chú ý có đến 6.630 nhà đầu tư được xác định là bị hại. Vậy thì những sai phạm diễn ra như thế nào? Ai hay tổ chức nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu trong bài viết của tác giả Anh Tuấn Vũ, người đứng sau các video về chủ đề Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan và ba đại án tham ô chấn động Việt Nam. Nếu các bạn thích chia sẻ của Tuấn thì có thể follow tác giả này trên mạng xã hội nha. Link chúng mình sẽ để trong phần mô tả. Lịch sử thành lập tập đoàn bất động sản nghìn tỷ. Tập đoàn Tân Hoàng Minh được ông Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993. Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, ông Dũng cho thành lập mua lại cổ phiếu của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Ông Dũng sau đó làm chủ tịch tập đoàn và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các công ty trên. Ở thời điểm mới thành lập, Tân Hoàng Minh cũng từng có thời gian khó khăn khi đi tìm chỗ đứng trên thị trường. Công ty từng kinh doanh trong lĩnh vực mây che đan và taxi trước khi tập trung vào đầu tư bất động sản từ những năm 2006. Lĩnh vực này sau đó trở thành chủ chốt cho tập đoàn khi công ty tạo sự khác biệt so với các tên tuổi khác trong các sản phẩm và dịch vụ. Tính tới thời điểm trước sai phạm, Tân Hoàng Minh nổi tiếng với các dự án bất động sản thuộc phân khúc cao cấp và là chủ sở hữu của nhiều khu đất vàng tại trung tâm các thành phố lớn. Cho đến năm 2021, do vay nợ lớn và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khi Tân Hoàng Minh bắt đầu gặp khó khăn về tài chính, nợ vay lúc này là gần 20.000 tỷ đồng. Ông Dũng đã chỉ đạo cho con trai là Đỗ Hoàng Việt lên kế hoạch sử dụng các công ty con phát hành trái phiếu sai quy định nhằm huy động tiền cho tập đoàn. Số lượng trái phiếu được tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trong năm 2021 là rất lớn, với mức lãi suất từ 11 đến 12%, tức là cao gấp 2 lần so với ngân hàng. Nhờ đó mà thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Và lúc này, bức tường xây bằng những viên gạch gian dối bắt đầu có vết nứt. Theo cáo trạng, tính từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soli, Cung Điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị là 10.000 tỷ đồng để huy động gần 14.000 tỷ cho tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cách thức cụ thể bao gồm: bước 1, làm đẹp các báo cáo tài chính để phát hành trái phiếu. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Covid-19 ập đến và Tân Hoàng Minh cũng giống các doanh nghiệp bất động sản khác phải chịu cảnh một cổ hai trong. Dự án thì đóng băng không có nguồn thu, các khoản vay lãi thì vẫn phải trả đều đặn. Cho đến năm 2021, khi nợ vay gần 20.000 tỷ đồng và nhiều khoản bắt đầu đến hạn nhưng không thể xoay sở được dòng tiền, Tân Hoàng Minh đã thông đồng với nhóm công ty kiểm toán Nam Việt và công ty CPA Hà Nội làm giả số liệu báo cáo tài chính năm 2020-2021 để từ đó có đủ điều kiện phát hành trái phiếu giúp công ty có dòng tiền thanh toán các khoản nợ. Tuy nhiên đó mới là cánh cửa số 1. Cánh cửa số 2 là cần sự tham gia của các bên thứ ba như là ngân hàng, thẩm định giá thì trái phiếu mới đủ điều kiện phát hành. Và bằng cách thần kỳ nào đó, các ngân hàng lớn như là Vietinbank, Vietcombank, SHB và các công ty thẩm định giá cũng chấp thuận giấy tờ của Tân Hoàng Minh cung cấp mà không kiểm tra thực tế.
mặc dù số liệu trên giấy tờ và thực tế khác xa nhau, nhiều tài sản của Tân Hoàng Minh không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn được cho phép phát hành trái phiếu. Còn 5 công ty chứng khoán cũng tham gia vào hoạt động tư vấn phát hành cho Tân Hoàng Minh là An Bình, Bảo Việt, Agriseco, Everest và KIS. 5 công ty chứng khoán sau đó bị phạt từ 310 triệu đồng đến 400 triệu đồng và lập biên bản nhắc nhở. Tuy nhiên, các ngân hàng thì theo như các cơ quan điều tra là không có dấu hiệu thông đồng với Tân Hoàng Minh, nên không bị xử phạt mà chỉ bị nhắc nhở. Bước 2. Phát hành trái phiếu sai quy định. Đến bước này thì có một vấn đề là, theo luật chỉ nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được mua trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là những người có giá trị danh mục chứng khoán đầu tư trên 2 tỷ đồng hoặc có thu nhập chịu thuế từ 1 tỷ đồng trở lên. Quy định này được ban hành nhằm hạn chế rủi ro cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chỉ những nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm mới được tham gia mua trái phiếu riêng lẻ. Phía Tân Hoàng Minh đã phải lách luật này bằng cách tự đứng ra mua trái phiếu của các công ty con trước rồi bán lại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư. Lúc này, chỉ cần có Tân Hoàng Minh đóng vai trò là nhà đầu tư chuyên nghiệp là được. Còn các nhà đầu tư mua lại của Tân Hoàng Minh là những người mua thứ cấp nên không cần chức danh nhà đầu tư chuyên nghiệp nữa. Lúc này, ông Dũng sẽ lấy tiền trong tài khoản của công ty Tân Hoàng Minh với tổng giá trị khoảng 70 tỷ để mua trái phiếu từ các công ty con và bán lại cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Tân Hoàng Minh chỉ có 70 tỷ thì không thể mua hết được 9 lô trái phiếu cả mấy nghìn tỷ từ các công ty con được. Nên ông Dũng đã dùng một thủ thuật, đó là sau khi mua trái phiếu các công ty con xong, các công ty con sẽ rút tiền ra rồi đưa lại cho Tân Hoàng Minh thông qua giao dịch ngầm. Sau đó Tân Hoàng Minh lại lấy tiền này quay vòng và mua trái phiếu tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Và chỉ với 70 tỷ, Tân Hoàng Minh đã mua được các lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ từ các công ty con với chi phí chỉ bằng không. Sau đó bán lại cho 6.600 nhà đầu tư và thu về số tiền 14.000 tỷ đồng. Mọi con số trên giấy tờ chỉ là ảo. Bước 3. Chiếm đoạt tiền nhà đầu tư và sử dụng sai mục đích. Trong 14.000 tỷ huy động từ nhà đầu tư, Tân Hoàng Minh đã không đầu tư theo như hồ sơ phát hành trái phiếu, mà lấy hơn 5.000 tỷ để trả tiền trái phiếu cho các nhà đầu tư đến hạn trước, giống như là mô hình Ponzi. Trả nợ ngân hàng 2.000 tỷ, thanh toán cho các dự án gần 5.000 tỷ, đặt cọc 600 tỷ cho mảnh đất vàng tại Thủ Thiêm, từng khiến cho dư luận xôn xao một thời. Thú vị là, ông còn làm từ thiện 62 tỷ, và thua lỗ 153 tỷ khi đầu tư mã chứng khoán VPB. Và phần còn lại thì dùng để trả các chi phí cho tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng như là các chi tiêu cá nhân của ông Dũng. Đến thời điểm khởi tố vụ án, toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư được xác định là tiền chiếm đoạt. Số dư còn lại trên tài khoản công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án chỉ có hơn 214 tỷ đồng. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngay sau đó, ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng để điều tra. Trước sự việc đó, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có thông báo gửi khách, cam kết sẽ thanh toán đầy đủ cho các trái chủ. Trong quá trình điều tra, ông Dũng cũng đã giao nộp lại đủ 8.600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Chủ tịch Tân Hoàng Minh được đánh giá là đã thành khẩn khai báo và tích cực phối hợp điều tra. Do đó, ông hiện đang được cơ quan điều tra xem xét một số yếu tố giảm nhẹ khi thi hành xét xử. Có thể nói, đây là một trong số cực ít các vụ án lừa đảo mà số tiền chiếm đoạt được hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, những hậu quả mà nó gây ra thì không tiền bạc nào có thể xóa nhòa được. Một doanh nghiệp top đầu thị trường với 30 năm tuổi và tài sản cả hàng chục nghìn tỷ vẫn sẵn sàng đi lừa đảo cả chục nghìn tỷ mà có thể qua mắt được các cơ quan chức năng cùng với các tổ chức tài chính lớn. Sự kiện đã giáng một đòn cực mạnh lên niềm tin của nhà đầu tư về thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường đầu tư cũng như là uy tín của các doanh nghiệp nói chung. Thực tế cũng chứng minh điều này khi mà sau vụ việc của Tân Hoàng Minh thì đã có một cuộc khủng hoảng diện rộng trên toàn thị trường trái phiếu vào cuối năm 2022. Nhà đầu tư không còn niềm tin nên bằng mọi giá phải rút tiền từ kênh đầu tư trái phiếu. Người sau nhìn thấy người trước rút thì cũng rút theo, tạo nên một làn sóng không có điểm dừng, từng lớp vùi dập các quỹ đầu tư trái phiếu ở trên thị trường. Và cho đến thời điểm hiện tại, những ảnh hưởng tiêu cực vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Câu hỏi cần đặt ra hiện tại có lẽ là, sau những vụ việc như Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, những nhà điều hành sẽ cần phải làm gì và làm trong bao lâu để có thể xây dựng lại niềm tin với các nhà đầu tư về thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường đầu tư nói chung, đặc biệt là với những nhà đầu tư đã chịu nhiều mất mát trong các sự kiện kể trên. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!